Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Dành cho những vị phụ huynh muốn dạy con về quản lý tài chính, chúng tôi có dành tặng ebook Cùng con tự do tài chính miễn phí dưới phần mô tả. Còn sau đây, mời anh chị và các bạn, chúng ta cùng đi vào nội dung của bài ngày hôm nay. Khái niệm tiết kiệm trong tài chính là để dành một phần thu nhập trong hiện tại để tiêu dùng trong tương lai. Tiết kiệm tưởng chừng là một hành động nhỏ, nhưng lại có ảnh hưởng đến đời sống mỗi người, từ vấn đề tài chính, tinh thần đến lối sống. Người tiết kiệm và người không tiết kiệm có những điểm khác biệt rõ rệt trong những vấn đề kể trên. Đầu tiên là vấn đề tài chính. Trong vấn đề tài chính sẽ có hai điểm như sau. Một là về vấn đề dự phòng cho những trường hợp khẩn cấp. Không ai muốn trong những lúc nguy khốn phải tìm đến những nơi cho vay lãi suất hàng chục đến hàng trăm phần trăm một năm. Thế nhưng với việc không thể nói đừng, lại không có tiền dự phòng, không thể vay mượn ai, thì đó được xem là giải pháp cuối cùng. Nhiều người bị bôi nhọ danh dự, côn đồ dọa nạt người thân, thậm chí phải tìm đến cái chết vì khoản tiền vay, lãi mẹ để lãi con không thể chi trả. Đó là hậu quả của việc không tiết kiệm. Trong khi những người có tiết kiệm cho mục tiêu dự phòng thì có thể chủ động trong các tình huống khẩn cấp và cũng tránh được việc phải vay nóng. Điểm thứ hai là khả năng đạt được các mục tiêu tài chính. Trước đây có bài báo phân tích rằng có tiết kiệm hay không có tiết kiệm sau 50 tuổi sẽ thấy rất rõ. Tuy nhiên, ngay tại độ tuổi 20 khi bắt đầu đi làm, 30 bắt đầu có gia đình hay 40 khi con cái bắt đầu lớn thì ảnh hưởng của việc có tiết kiệm hay không cũng đều được thể hiện rất rõ. Mỗi giai đoạn đều có những việc cần thực hiện và cần đến tiền. Có những việc phải cần có tiền bạc được chuẩn bị từ trước một năm như chuẩn bị tiền sinh con, 10 năm như mua nhà, thậm chí là 20-30 năm để chuẩn bị cho hưu trí. Tất nhiên, trong quản lý tài chính, tiết kiệm là chưa đủ để xây dựng một tình hình tài chính tốt, nhưng đó là điều kiện cần mà ai cũng cần thực hiện. Vấn đề khác nhau thứ hai, đó chính là về tinh thần. Một cuộc khảo sát của PwC cho thấy những người biết cách tiết kiệm ít phải đối diện với trạng thái căng thẳng trong các trường hợp khẩn cấp. Họ có tinh thần lạc quan và tự tin hơn trong cuộc sống. Tiền bạc và đời sống vật chất, tinh thần là những thứ gắn bó cơ hữu trong xã hội ngày nay. Tiền bạc đem lại những tiện ích cho bản thân, từ đó đem lại sự thoải mái về tinh thần. Cùng có sự thoải mái trong chi tiêu, nhưng những người không biết tiết kiệm sẽ không kéo dài được sự thoải mái như những người biết tiết kiệm. Bởi những người không tiết kiệm thường nướng sạch thu nhập cho những nhu cầu mua sắm, thậm chí họ còn cần vay thêm để chi tiêu. Và thế là họ tự sa vào chiếc bẫy rat race, chiếc bẫy cơm áo gạo tiền. Sự thoải mái chi tiêu trong ngắn ngủi sẽ sớm thay bằng sự căng thẳng, lo lắng cho những chi phí khi nguồn thu nhập đã dần cạn kiệt, càng căng thẳng hơn khi họ gặp phải sự cố cần khoản tiền lớn, phải đi vay và có áp lực trả nợ vay khi vượt quá khả năng chi trả. Ngược lại, những người có tiết kiệm có thể duy trì trạng thái thoải mái một cách ổn định, bởi sau khi tiết kiệm, họ có thể chi tiêu thoải mái trong phạm vi còn lại. Họ luôn yên tâm vì đã chuẩn bị khoản dự phòng cho những trường hợp khẩn cấp và có nguồn lực để thực hiện những mục tiêu tài chính trong tương lai. Một điểm khác biệt nữa đó là những người tiết kiệm sẽ có nguồn lực sẵn sàng hơn để giúp những người thân, bạn bè và những hoàn cảnh khó khăn xung quanh. Đây cũng là một điểm giúp cho tinh thần của người tiết kiệm sẽ tích cực hơn. Điểm khác biệt thứ ba đó là về lối sống. Trong lối sống sẽ có 3 điểm khác biệt nhỏ như sau. Thứ nhất là về nếp sống kỷ luật. Đây chắc chắn là điều mà những người tiết kiệm sẽ có được, bởi đây là một hành động không mấy dễ chịu lúc ban đầu khi thực hiện, do nó đem lại cảm giác mất mát khi không được tiêu dùng, phải hạn chế chi tiêu trong hiện tại. Để thực hiện đúng và đủ, chắc chắn người thực hiện cần một sự kỷ luật cao, vừa là kiểm soát bản thân trước những cám dỗ mua sắm, vừa để thực hiện đúng như kế hoạch. Tuy nhiên, một khi việc này đã trở thành một thói quen thì nó sẽ trở thành một nếp sống tài chính lành mạnh mà người không tiết kiệm sẽ không có được.
điểm khác biệt nhỏ thứ hai về lối sống tối giản và biết đủ. Người không tiết kiệm được, nguyên nhân phần lớn do bị cuốn theo các trào lưu, những nhu cầu ảo mà những người bán hàng đưa ra để thuyết phục người mua hàng. Do đó, họ không thực sự biết thứ nào là cần, thứ nào là muốn. Trong khi những thứ cần thiết không thực sự nhiều, thì những thứ muốn dường như là vô hạn. Lối sống tối giản của người Nhật chính là một phong cách sống mà sự tối giản và tiết kiệm hài hòa đan xen. Những người biết tiết kiệm sẽ có sự cân nhắc hơn trong tiêu dùng, giúp hạn chế việc mua sắm vô tội vạ. Và điểm cuối cùng, đó là về tự do tài chính. Tự do tài chính là một hành trình, không phải một điểm đến, bởi tự do tài chính sẽ có nhiều cấp độ khác nhau. Ngay tại thời điểm bạn quản lý tài chính tốt, bạn chi tiêu thoải mái trong thu nhập có được, bạn đã bắt đầu có tự do tài chính. Đây cũng chắc chắn là điều mà những người tiết kiệm sẽ có được từ cấp độ thấp đến cao. Ông cha ta đã dạy, khéo ăn thì no, khéo cò thì ấm, quả không sai. Cần kiệm chính là nền móng cho sự thịnh vượng và sung túc của mỗi người. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng AZFIN đến những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.